Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Tuất năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Tuất trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 không còn được bình ổn như năm trước, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Gặp nhiều rắc rối về giấy tờ, thủ tục, kiện cáo pháp luật. Đương số làm ăn khó khăn hơn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt kết quả tốt phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. May mắn vẫn có các tinh hỗ trợ, trong gian khó tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành. Tình hình tài chính có nhiều biến động, lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung, được khá nhiều và mất cũng rất lớn. Kinh doanh khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, tổn hao tiền bạc, rất dễ mất tiền oan. Cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Sự nghiệp. Tinh thần đương số nhiều bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột khó mà thành công chứ đừng nói tới việc thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục. Năm nay, tuổi Tuất lại có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa ám chỉ đương số sẽ gặp toàn chuyện bất lợi trong năm Tân Sửu. Bởi có những thời điểm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều, bạn cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Vì thế, khi vận khí vượng, cần chủ động nắm thời cơ, bình tĩnh và vững tâm làm việc hăng say. Có như vậy, tuổi Tuất mới có thể lội ngược dòng thành công. Tuổi Tuất dễ rối loạn thần trí, hành động nóng vội rồi phạm sai lầm đáng tiếc. Vì thế, quan lộ vốn đã không rộng mở, nay lại nhiều chông gai. Dẫu rằng cơ hội thăng tiến vẫn có nhưng không nhiều. Nếu vẫn tham vọng có được vị trí tốt hơn, bản mệnh nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả tâm lý và kỹ năng chuyên môn. Sẽ rất khó khăn vào thời điểm này, hãy cân nhắc để không uổng công vô ích. Tài lộc. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 so với năm trước có nhiều khác biệt về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của tuổi Tuất có nhiều biến động hơn hẳn. Vận trình lúc thăng khi trầm, được mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản, người làm công ăn lương ít bị tác động hơn khối người làm tư, làm chủ. Bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi nhiều. Kinh doanh khó khăn, nhất là lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí. Đầu tư nhiều rủi ro về bất động sản, chứng khoán hay các khoản vay lãi. Lại có kiếp tài và thương quan mang họa hao tổn tiền bạc tác động rất dễ mất tiền oan. Trong năm cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy nhiên, nếu cẩn trọng suy tính kỹ càng, đương số được cát tinh mang tới không ít lộc về đất cát điền sản, giao dịch ở phương diện này vẫn bỏ túi tiền lời đáng kể. Nên nhớ, mọi tình huống cần do mình làm chủ. Đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến bạn gặp rủi ro. Tình duyên. Vận trình tình cảm năm 2021 của tuổi Tuất biến động mạnh hơn so với trước kia. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi, khiến gia đạo bất ổn, nghiêm trọng có thể dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Người độc thân suy nghĩ cô độc, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Trong khi đó đào hoa lại không vượng, năm mới tình duyên phần nhiều vẫn lận đận. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Tuất vận khí bất ổn, chuyện tình cảm lại không đâu vào đâu. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, tình duyên bất ổn, lắm trở ngại. Thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, một mình cô độc. Sức khỏe. Bình thường thể trạng của người tuổi Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên, sang năm 2021, cuộc sống nhiều biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu hơn, nhất là vào thời điểm giao mùa. Cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe đó là suy nghĩ tích cực, không tham công tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao hàng ngày.
Thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân chính khiến bạn bị thừa cân, mắc các chứng bệnh về đường huyết, mỡ máu, mệnh chủ cũng hết sức lưu ý tới vấn đề đi lại. Cẩn thận kẻo dễ bị té ngã, va quẹt xe cộ, nhẹ cũng gặp họa huyết quang, nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Tuất. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 Ốc Thượng Thổ. Vận trình nhiều biến động, muốn an ổn cũng khó. Mối quan hệ như anh em họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ con cái. Không được như ý, dễ dẫn đến xung đột, tranh cãi. Thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt, thất thoát. Trong năm, đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 Bình Địa Mộc. Nhân duyên trong năm có phần ảm đạm, dễ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em bạn bè. Thậm chí có người còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Họa tiểu nhân trong năm khá lớn, tốt nhất nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và cách hành xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe cũng không được chủ quan. Tử vi Mậu Tuất 2021 có nhiều bất lợi về mặt nhân duyên, tiểu nhân rình rập tai tiếng thị phi bủa vây, cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 Thoa Xuyến Kim. Trong năm 2021, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, dễ bị thương tổn thân thể. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 Đại Hải Thủy. Bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng bạn không mong muốn. Cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi rình rập. Các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, dễ sinh bất hòa với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. Sức khỏe dù không có nguy cơ nào tiềm ẩn song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển, chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Tử vi Nhâm Tuất 2021 có khá nhiều biến động, cạnh tranh trong công việc nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Sơn Đầu Hỏa. 2021 sẽ là năm đầy thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Rất nhiều phương diện cuộc sống của bạn như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong năm xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập, chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu. Vấn đề sức khỏe trong năm Tân Sửu 2021 cũng có dấu hiệu suy giảm, phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố. Tử vi Giáp Tuất 2021 chịu tác động, nên đây sẽ là năm đầy thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với người sinh năm 1994. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 Ốc Thượng Thổ. Đương số đang ở tuổi mới lớn, tâm tính thay đổi bất định, có tư tưởng phản nghịch, cái tôi cao, muốn chứng minh bản thân nên có những thời điểm làm ảnh hưởng cả đến thành tích học tập. Các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô cũng dễ xảy ra xung đột do tính cách bướng bỉnh, cực đoan và nhạy cảm của con giáp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.